Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang ngày 6 tháng 3 cho biết, trên địa bàn ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Cụ thể, một người ở huyện An Biên, một người ở huyện Rồng Giềng và một người ở thành phố Phú Quốc. Theo bác sĩ Trần Thế Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang, người mắc bệnh ở huyện An Biên đã được điều trị khỏi bệnh đậu mùa khỉ, nhưng người này dương tính với HIV và đã tử vong vào ngày 5 tháng 2 năm 2024 do bệnh HIV. Hai trường hợp còn lại đã được cách ly điều trị, sức khỏe ổn định. Bác sĩ Trần Thế Vinh cũng cho biết hiện tại không phát hiện chùm ca lây nhiễm ở cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã đề nghị Trung tâm Y tế các huyện An Biên, Rồng Giềng và thành phố Phú Quốc phối hợp với trạm y tế các xã liên quan đến nhà của ca bệnh để xác minh, tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách và theo dõi các đối tượng tiếp xúc gần, tiến hành phun hóa chất khử khuẩn nhà ca bệnh và các hộ xung quanh. Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh lý rất hiếm gặp gây ra bởi virus đậu mùa khỉ. Virus này có cấu trúc và tính chất gây bệnh tương tự như là virus gây bệnh thủy đậu, nhưng bệnh cảnh lâm sàng thường nhẹ nhàng hơn. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh này, cùng lắng nghe những phân tích của tiến sĩ, bác sĩ Vũ Quốc Đạt, Phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm. Chúng ta có thể coi đấy là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và đó là một bệnh lây truyền từ động vật sang người. Có nghĩa rằng là virus này đầu tiên là từ động vật và sau đó virus lan sang người. Và khi lan sang người rồi thì chúng ta trở thành một cái cơ thể có mang virus và chúng ta có thể lây bệnh này cho những người xung quanh. Bệnh đậu mùa khỉ thì có các cái biểu hiện chủ yếu là các cái biểu hiện của da và niêm mạc. Tức là bệnh nhân sẽ xuất hiện các cái nốt phỏng. Các cái nốt phỏng này có kích thước tương đối khác nhau nhưng mà có thể từ 3 cho đến 5mm. Và trên các cái nốt phỏng đó nó có thể diễn biến theo thời gian làm cho các cái tổn thương ban đầu có thể là những cái rát sần, rát đỏ nhỏ nhưng sau đó tạo thành các cái nốt phỏng. Nốt phỏng này về sau có thể vỡ ra và tạo thành những cái mảng thâm nhiễm cũng như tạo thành một cái nền tương đối là cứng ở trên da. Và với đậu mùa khỉ, nếu mà chúng ta không chăm sóc tốt thì những cái tổn thương đó có thể để lại sẹo và cái nguy cơ bội nhiễm. Thì những cái trường hợp tử vong mà được ghi nhận ở bệnh nhân đậu mùa khỉ thì người ta đã xác định được ra khá nhiều các cái triệu chứng khác nhau liên quan tới cả da và niêm mạc. Thì các cái tổn thương ban trên da thì tôi cũng đã vừa đề cập, nhưng ngoài ra bệnh nhân có thể có các cái tổn thương khác, ví dụ như là tổn thương mắt, bệnh nhân có thể có các cái tình trạng bội nhiễm thêm vi khuẩn làm cho tình trạng nhiễm trùng da và niêm mạc trở nên nặng hơn, bệnh nhân có thể có những tổn thương phổi và phối hợp trên nền những cái bệnh nhân có các bệnh lý nền thì làm cho bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao do bệnh truyền nhiễm này.